Xin kính chào các bác. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác và test âm để các bác trải nghiệm âm thanh của một cặp loa mà khi thời điểm nó ra mắt, nó chính là cặp loa vang danh thiên hạ Yamaha NS1000 Monitor. Một cặp loa cực kỳ đẹp đang có mặt ở cửa hàng nhà em. Và nói đến cặp loa này thì em sẽ giới thiệu các bác một chút trước khi em test âm. Cặp loa này là một cặp loa với những năm 86, thời điểm nó ra mắt thì nó là những cặp loa khi nó ra mắt ngay lập tức cả thế giới luôn, từ châu Âu và những thị trường Bắc Mỹ hay là những thị trường nội địa Nhật Bản thì tất cả nó trở thành một cái xu thế đó. Cứ hễ Yamaha ra một sản phẩm gì mang tính chất gọi là thời đại thì nó có cái cặp NS10, NS1000 và nó đều tạo ra một cái gọi là cái phong cách chơi, là tạo ra một sân chơi riêng luôn các bác. Và nó định hình lại âm thanh ngày đó các bác ạ. Đây là một cặp loa nó định hình lại cái cách nghe nhạc của người chơi ngày đó. Đó các bác. Trước đó thì có rất nhiều hãng sản xuất, từ loa mắt cáo, loa khung tranh rồi vân 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 vân. Đó. Loa độc dị các kiểu. Nhưng đây là những cặp loa có cái thiết kế dạng cột và chất âm gọi là chuẩn xác các bác nha. Em dùng từ chuẩn xác bởi vì nó là chất âm của dòng kiểm âm. Và đây một cặp loa phòng thu mà Yamaha muốn mang đến cho người chơi ở khắp thế giới trong thời điểm ra mắt. Muốn mang một chất âm phòng thu đẳng cấp, một cái chất âm thanh chuyên nghiệp mang đến mọi căn phòng của tất cả mọi nhà trên cái thị trường âm nhạc các bác. Đó nghĩa là mang cái không gian của phòng thu đẳng cấp 5 sao đó các bác, đến với mỗi gia đình chúng ta. Đó là cái thời điểm nó ra mắt. Và đây là một cặp loa chắc chắn rồi, một cặp loa nó nổi danh, vang danh thiên hạ đến bây giờ. Sau bao nhiêu năm thì nó vẫn là những cặp loa rất đỉnh. Và thời điểm nó ra mắt thì giá cao ngất ngưởng. Nó là một khối tài sản lớn các bác nhé. Và cặp loa này thì bây giờ giá nó chỉ có 14.500.000 đồng. Đẹp xuất sắc các bác ạ. 1.000 monitor. Hôm nay về một cặp rất là đẹp các bác. Đẹp không tì vết luôn. Và Yamaha 1.000 monitor này em về còn chưa lau các bác, chưa lau chùi thì các bác. Và đây cặp loa Bass 30 thùng kín các bác nhé. Đặc trưng của nó là thùng kín nên nó không quan trọng về không gian đặt. Các bác có thể đặt ở bất kỳ phòng khách hay phòng ngủ, hay là kể cả những phòng để sát tường, nó cũng không ảnh hưởng. Nó không giống như những dòng có lỗ thông hơi các bác. Và tất nhiên rồi, tiếng bass của những dòng NS1000 monitor này và tiếng chung, tiếng chép nó là dòng tiếng bass, tiếng chép đĩnh đạt. Nó không thiên về một hướng nào cả. Bình thường có những cặp loa nó thiên về định tai, và có những cặp loa thiên về chuẩn xác, nhưng cặp này nó là trung tính các bác nhá. Các bác không thiên về một cái gì cả, và các bác chơi nó dễ chơi lắm các bác. Và các bác cứ ghép với những dòng Sansui, Pioneer, Onkyo có công suất nguồn trên 200W. Ở đây em đề cử một chiếc âm ly cực kỳ phù hợp với nó. Có những dòng Sansui, các bác kiếm những dòng Sansui có mạch Alpha X35 này các bác. Nó là cái mạch dề tự cân bằng nhạc tính để đánh vào những cặp mà 1000 monitor này, những dòng kiểm âm này các bác. Các bạn đánh với những con âm ly có Alpha X35 các bác, thì cái mạch Alpha X35 này nó được khai thác triệt để luôn. Các bạn có thể chơi vào những dòng Sansui 607 XR, MR hay là DR đi các bác nhá. Đó DR này giá chỉ có 7.500.000 thôi, nó cũng có Alpha X35 đi các bác. Đó các bác, thì nó cũng có thể khai thác tương tự các bác nhá. Nhưng Sansui 607 NDA là một âm ly người ta gọi là quấy số của Sansui, không có một cái mã nào có thể cao cấp hơn nữa của Sansui. Và con 607 NDA này là con đỉnh cao nhất của dòng 607, giá 14 triệu tròn các bác nhé. Các bác nhu cầu lấy sản phẩm này, bình thường giá nó khoảng độ 15.500.000 đấy các bác. Thời điểm bây giờ mua rất giá rất tốt luôn, đẹp như mới luôn các bác nhé. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng thưởng thức chất âm của nó. Nghe mê không? Đặc trưng những dòng kiểm âm các bác ạ. Âm thanh phòng thu chuyên nghiệp, có thể đặt ngay trong phòng khách nhà chúng ta các bác. Tôi sinh ra giữa lòng miền Trung, miền Thủy Dương, ruộng hoang nước mặn đồng chua, thôn xóm tôi sống nơi dân cày. Quá tuyệt vời các bác. Là đây nước chảy xuôi nguồn, sông
cát dài biển xanh Thái Bình. Đêm trăng cao tiếng hò à ơi, lời mẹ ru che thơ. Mọi nguyên bụi lồng các bác, cặp loa tiếng rất tĩnh đạt luôn. Âm thanh phòng thu chuẩn 5 sao các bác nhé. Cặp loa đẳng cấp nhất của dòng loa phòng thu. Qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng, quê hương tôi tà tơi khói lửa điêu tàn, thôn xóm làng như lầm than. Thôi hương Giang ơi, xa từ kinh thành mộng. Âm thanh quá đỉnh đạt luôn, cặp loa đẹp xuất sắc các bác. Đây phương Nam, đúng là cậu mơ các bác ạ. Những mạch An Thấy Ba Lăng, đỉnh ca của mạch An Thấy Ba Lăng và đỉnh ca của những dòng loa kiểm âm kết hợp với nhau. Các bác có một chất âm phòng thu chuẩn 5 sao để tại phòng khách. Trung âm quá tuyệt vời. Trung âm nổi lên giữa nền nhạc và nền chép các bác nhá. Trung âm nó nổi lên luôn. Âm hình cực kỳ rộng. Cặp loa này là cặp loa nó điển hình về trung âm các bác nhá. Tiếng bát của anh sâu, mềm, dễ nghe. Tiếng chép của anh dễ nghe, bay cao, không chói đắt. Và giải trung thì tuyệt vời. Hôm nay đi giữa dòng mẹ Việt ơi, từ nay hiếm tròn đời trai. Săn xuôi sau đôi bảy NDA đẹp xuất sắc 14 triệu các bác. Chất âm quá đẳng cấp luôn các bác ạ. Nói là Yamaha nó rất khéo léo các bác, rất khéo léo để mang một chất âm kiểm âm phòng thu vào một không gian phòng khách lớn của nhà mọi gia đình. Một cặp loa kiểm âm tuyệt vời các bác, 14.500.000 đồng. Con chép của nó cực kỳ sạch các bác nhá, nó không lên quá cao và nó cũng không quá là gắt, nhưng mà nó lại đủ nghe và các bác, nó rất là đủ luôn. Và cái trung âm của nó thì tuyệt vời các bác nhá. Một cặp loa trung đôm nhưng mà có cái cảm giác như thế, đây là trung giấy các bác. Tiếng trung nó rất là dày và ấm các bác ạ. Các bác có thể nghe rõ giọng thánh thót của Hoàng Oanh và tiếng trung trầm của Trung Chỉnh nó xuống rất sâu. Hôm nay đi giữa dòng tuyệt vời. Từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta thương yêu đất mẹ mà thôi, quê hương ơi, bác mềm nhũ sinh tháng gửi cho người trong tiếng cười giọng. Em lên những cặp loa kiểm âm của Yamaha là cái cảm xúc nó lại tuyệt vời các bác ạ. Thật sự là cái thương hiệu này em đánh giá nó là thương hiệu cực kỳ hay, các bác lưu ý. Và cặp loa Yamaha NS1000 monitor, cặp loa gân zin nguyên bản, gân vải tầm dầu phía trong, cặp loa đẹp xuất sắc luôn. Nếu nói về tiếng bass, cặp loa này thì nó thật sự là tiếng bass quá sâu và quá dễ nghe luôn. Tiếng chép nữa các bác ạ, đặc trưng của dòng kiểm âm các bác nhé. Và đây là một cặp loa điển hình của kiểm âm, mang âm thanh phòng thu 5 sao chuyên nghiệp vào phòng khách nha các bác.
và một con Omni Sansui 6.7 NDA 14 triệu đẹp như mới. Mạch Alpha X3 đang khai thác triệt để cái chất âm kiểm âm. Các bác có nhu cầu lấy bộ này thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại. Em xin tạm dừng video clip tại đây: 098-119-3686 và 0983-662-586, địa chỉ nhà em ở thôn Đường Hồng, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội. Các bác có thể đến cửa hàng em để trải nghiệm những bộ cấu hình tương tự các bác nha. Rồi các bác có nhu cầu lấy lẻ âm ly hoặc loa thì các bác hãy nhắn tin cho em. Đây là một chiếc âm ly đánh được rất nhiều loa, từ loa kiểm âm cho đến những dòng loa Bose các bác nhá, hay là những dòng loa Mỹ, Nhật, loa cây. Đó, chất âm cực kỳ đỉnh luôn. Rồi xin kính chào các bác.